Bên cạnh những công trình công cộng khang trang, những ngôi nhà cao tầng kiên cố, mỗi khu dân cư, làng xóm hiện nay còn có thêm rất nhiều những con đường cây xanh, đường hoa rực rỡ trải dài, tạo nên không gian sống văn minh, sạch đẹp. Có được kết quả đó chính là sự lan tỏa của phong trào phủ xanh các tuyến đường trên toàn tỉnh. Khu dân cư Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, trong ngày đầu xuân như được khoác thêm áo mới với rực rỡ sắc cờ hoa và không gian xanh mát được tạo bởi hàng trăm cây bóng mát như sấu, xà cừ, Osaka ở các tuyến đường. Phong trào phủ xanh các tuyến đường tại xã Hồ Tùng Mậu dù mới được thực hiện từ vài năm trở lại đây nhưng đã mang lại kết quả đáng ghi nhận và thu hút được sự ủng hộ cao của người dân. Riêng trong năm 2023, hơn 50 triệu đồng được địa phương xã hội hóa để trồng thêm các cây xanh tại các tuyến đường. Trước hết là cán bộ công nhân viên chức ở xã địa phương ấy là phải người đi đầu ủng hộ trước, sau nữa kêu gọi những người con xa quê hương mà người ta có điều kiện ấy thì người ta về, người ta sẽ chung tay chung góp sức với mình để người ta làm. Thế mà quan điểm của xã ấy là trồng đâu được đấy, trồng cây nào được cái đấy và sẽ phải phát triển tốt đến đấy. Tuyến đường trục chính thôn Ninh Phúc, xã Hùng An được mở rộng trải nhựa xong từ cuối năm 2023. Ngay sau đó, thôn đã huy động người dân bắt tay ngay vào việc trồng cây bóng mát. 130 cây kèn hồng sau hơn một tháng trồng đến nay đã đơm chồi nảy lộc, mang theo niềm vui, phấn khởi và hy vọng của người dân về không gian làng quê sáng xanh, sạch đẹp, không xa trong tương lai. Rất là phấn khởi, anh chị em trong thôn trong xóm ra chăm sóc, tưới tắm rồi làm cỏ, tạo cái không gian xanh mát cho thôn quê nhà. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới và sau đó là nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, các địa phương đều chú trọng đến tiêu chí cây xanh, tổ chức phát động vào dịp Tết trồng cây hàng năm. Riêng trong năm 2023, toàn tỉnh đã trồng được trên 72.000 cây xanh, cây bóng mát như hoa ban, bàng, phượng, Osaka, sấu, bàng lăng. Kinh phí huy động từ các nguồn lên đến trên 50 tỷ đồng. Bên cạnh các hàng cây bóng mát, các địa phương cũng huy động sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể, người dân, trồng thêm hoa ven đường, các tuyến đê và tại các bồn cây. Mỗi năm lại trồng thêm một chút, thôn quê đã được phủ thêm xanh. Chúng tôi trồng được như thế này thì bản thân tại thôn của chúng tôi là người dân cũng rất là phấn khởi và cũng có một cái môi trường nó xanh xanh đẹp. Trước kia thì cái bờ đê này nó thực ra nó toàn cái cây xấu hổ thôi, nó rậm rì lắm mà người ta cứ vứt rác thải ra đấy. Khi chúng tôi làm được như thế này thì môi trường cảnh quan nói chung là rất là đẹp. Thông điệp này thì chúng tôi cũng lan tỏa được rất là nhiều. Nhân dân còn đang muốn là còn kéo dài cái tuyến đường này ra nữa để làm sao cho nó đẹp làng đẹp xóm. Tiêu chí là xanh, sáng, sạch thì chúng tôi là rất chú trọng trong cái việc là trồng cây xanh trong các tuyến đường dọc làng và tuyến đường liên thôn liên xã. Như ở đặc thù của xã Ngọc Thanh thì có 3,4 km đường đê, thì chúng tôi đang từng bước là xanh hóa đường đê. Các con đường thôn xóm sạch đẹp, những tuyến đường cây xanh rợp bóng mát đang dần thay thế cho những vạt cỏ dại và những bãi rác tự phát ven đường. Và điều đáng ghi nhận tại các địa phương đó là phong trào xanh hóa các tuyến đường đã thực sự lan tỏa đến từng gia đình, từng thôn xóm. Để rồi điều này không những làm thay đổi nhận thức về vấn đề môi trường của mọi người mà còn tái tạo không gian xanh đáng sống tại các địa phương.